Chào quý vị các bạn, trên hình các bạn có thể thấy đây là cụm cáp chân tay nghe cho Asus Zenfone 3 đang có mặt tại Di Động Cao Cấp.vn. Nó khác các linh kiện khác, các đời máy khác thì chân tay nghe của Asus Zenfone 3 tách biệt ra khỏi bảng main, do đó việc thay thế sửa chữa cực kỳ đơn giản. Nó kết nối với main bằng cáp này, bằng sợi cáp này, do đó việc thay thế cực kỳ đơn giản. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp.vn, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn và thay mới, sửa lỗi hỏng chân cắm tai nghe, rắc cắm tai nghe cho Asus Zenfone 3 của quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Quý vị các bạn chỉ cần không phải chờ lâu do đã có sẵn linh kiện thay mới. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới chân cắm tai nghe, sửa lỗi hỏng chân cắm tai nghe của Asus Zenfone 3, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Cảm ơn quý vị các bạn.